Bấy giờ vị chủ dạ thần Bà San Bà Diễn Đà muốn thuật lại nghĩa của giải thoát này, bèn nương thần lực của Phật quan sát mười phương, vì thiện tài đồng tử mà nói kệ rằng: môn giải thoát ta đây, sinh tịnh pháp quang minh, hay phá tối ngu si, đợi thời mà diễn nói. Lúc đó vị chủ dạ thần Bà San Bà Diễn Đà muốn thuật lại nghĩa lý của giải thoát này, bèn nương đại oai thần lực của mười phương chư Phật quán sát căn tánh của chúng sinh mười phương. Sau đó vị thiện tài đồng tử mà nói kệ dưới đây: môn giải thoát của ta đây, hay sinh ra pháp quang minh thanh tịnh, hay phá trừ ngu si đen tối, tất phải đợi đúng thời mới diễn nói. Con người phải có chánh trì chánh kiến, nhưng không thể bới lông tìm vết. Trong tâm kinh có nói: vô trí diệp vô đắc, tức là không trí cũng không đắc, lại làm thế nào mà đắc được môn giải thoát này? Nếu bạn nói như vậy thì tức là không tin hết thảy Phật pháp. Trong tâm kinh nói như thế, đó là giảng về bát nhã, ở đây là giảng về cảnh giới tu Bồ Tát đạo chứng đắc được. Trong tâm kinh là không trí cũng không đắc, ở đây không thể giải thích như thế. Bạn không thể đem hai bộ kinh này ra luận bàn, sẽ sinh ra sự hoài nghi, không tin. Xưa ta vô biên kiếp, siêng tu từ rộng lớn, che khắp các thế gian, Phật tử nên tu học. Thuở xưa ta ở trong vô biên đại kiếp, lúc nào cũng siêng năng tu hành tâm tử bi rộng lớn, che khắp tất cả chúng sinh thế gian, khiến cho họ đều được pháp ích của ta, Phật tử người cũng nên tu hành pháp môn này. Biển đại bi tịch tĩnh, sinh ra Phật ba đời, hay diệt khổ chúng sinh, ngươi nên vào môn này. Biển nguyện lực đại bi tịch tĩnh đó, hay sinh ra tất cả chư Phật ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Ngươi có tâm đại từ này thì có thể tu hành Bồ Tát đạo, học Bồ Tát hạnh, sẽ diệt được khổ của chúng sinh. Ngươi nên vào tu học hạnh môn đại bi này. Hay sinh vui thế gian, cũng sinh vui xuất thế, khiến tâm ta hoan hỷ, ngươi nên vào môn này. Môn giải thoát đại bi này, hay sinh tất cả vui của thế gian, cũng sinh ra vui của xuất thế gian, thường khiến cho tâm ta cảm thấy hoan hỷ, ngươi cũng nên vào tu học pháp môn này. Hãy bỏ hoạn hữu vi, cũng xa quả thanh văn, tịnh tu lực chư Phật, ngươi nên vào môn này. Ngươi hãy xả bỏ hết lo sầu hoạn nạn hữu vi, cũng xa lìa quả vị thanh văn thừa, thanh tịnh tu hành mười lực của chư Phật, ngươi nên vào môn đại bi này. Mặt ta rất thanh tịnh, thấy khắp mười phương cõi, cũng thấy Phật trong đó ngồi dưới cội Bồ Đề. Mặt của ta rất thanh tịnh, có thể nhìn thấy khắp mười phương cõi nước chư Phật, cũng thấy chư Phật ở trong đó đang ngồi dưới cội Bồ Đề, ban đầu thành chánh giác truyền bánh xe pháp để giáo hóa chúng sinh, tướng tốt trang nghiêm thân, vô lượng chúng vây quanh, trong mỗi lỗ trần lồng hiện đủ thứ quang minh. Các đức Phật đó đều đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vạn đức trang nghiêm thân, có vô lượng đại chúng vây quanh Phật. Trong mỗi lỗ chân lông có đủ thứ quang minh hiện ra. Thấy các loại quần sinh, chết đây mà sinh kia, luân hồi trong năm cõi, thường thọ vô lượng khổ. Ta cũng thấy tất cả các loại quần sinh, chết ở đây mà sinh về kia, luân hồi trong cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, năm cõi, thường thọ vô lượng khổ sinh tử. Tài ta rất thanh tịnh, xa gần thầy đều nghe, tất cả biển lời nói đều nghe nhớ chỉ được. Lỗ tai của ta rất thanh tịnh, hết thảy âm thanh xa gần đều nghe được. Tất cả biển lời nói ta đều hoàn toàn nghe nhớ thọ chỉ được. Ta đã vào sâu tam muội lời nói, chư Phật truyền pháp luân, tiếng diệu không gì sánh. Hết thảy các văn tự thầy đều nhớ chỉ được. Tất cả chư Phật truyền bánh xe chánh pháp, âm thanh của các ngài diệu không thể nghĩ bàn, chẳng gì sánh bằng. Hết thảy lời lẽ văn tự ta đều nhớ chỉ nơi căn tai. Mũi ta rất thành tịnh, nơi pháp đều vô ngại, tất cả đều tự tại, ngươi nên vào môn này.
Căn mũi của ta rất thanh tịnh, đối với tất cả pháp đều vô ngại, tất cả đều đắc được tự tại, ngươi nên vào pháp môn này. Lưỡi ta rất rộng lớn, tịnh tốt hay diễn nói, tùy ứng diễn diệu pháp, ngươi nên vào môn này. Căn lưỡi của ta rất rộng lớn, là lưỡi rộng dài, một trong 32 tướng tốt của Phật, rất thanh tịnh, tốt đẹp, hay diễn nói thao thao bất tuyệt. Tùy thuận căn cơ của chúng sinh mà diễn nói diệu pháp, ngươi nên vào pháp môn này. Thần ta rất thanh tịnh, ba đời đồng như như, tùy tâm các chúng sinh, tất cả thảy đều hiện. Thần ta rất thanh tịnh với thanh tịnh diệu pháp thân không hai không khác, có thể đến khắp ba đời, quá khứ hiện tại vị lai mà như như bất động. Tùy thuận tâm tất cả chúng sinh mà khắp thị hiện ở trước họ, tâm ta tịnh vô ngại, như không hàm vạn tượng, khắp niệm các như lai mà cũng chẳng phân biệt, tâm ta thanh tịnh vô ngại. Sáu căn thanh tịnh với hư không là một, có thể bao hàm vạn hữu, ta có thể khắp niệm tất cả các như lai mà cũng chẳng sinh tâm phân biệt. Biết rõ vô lượng cõi, tất cả các biển tâm, các căn và dục lạc mà cũng chẳng phân biệt. Ta biết rõ vô lượng cõi nước chư Phật, tất cả biển tâm chúng sinh, căn tánh chúng sinh và dục lạc mà cũng chẳng phân biệt họ. Ta dùng đại thần thông chấn động vô lượng cõi, thần ta đều đến khắp, điều phục khó, người khó điều. Chẳng những ta dùng đại thần thông chấn động vô lượng cõi, khiến cho phát sinh sáu thứ chấn động, mà thân ta đồng thời cũng đều đến khắp những cõi nước đó, để điều phục những chúng sinh khó điều phục. Phước ta rất rộng lớn, như không chẳng cùng tận, cúng dường các Như Lai, lợi ích tất cả chúng. Phước báo của ta rất rộng lớn, như hư không chẳng cùng tận, ta cúng dường tất cả chư Phật, lợi ích tất cả chúng sinh. Trí ta rộng thanh tịnh, biết rõ biển các pháp, trừ diệt hoặc chúng sinh, ngươi nên vào môn này. Trí huệ của ta rộng lớn thanh tịnh, biết rõ biển tất cả các pháp, trừ diệt được nghi hoặc của chúng sinh, ngươi cũng nên vào pháp môn này. Ta biết Phật ba đời cùng với tất cả pháp, cũng rõ phương tiện đó, môn này khắp trên hết. Ta biết chư Phật ba đời và tất cả các pháp cũng hiểu rõ pháp môn phương tiện của chư Phật, pháp môn này trên hết khắp tất cả. Thấy trong mỗi hạt bụi ba đời tất cả cõi, cũng thấy chư Phật đó, đây là sức phổ môn. Trong mỗi hạt bụi, ta thấy được tất cả cõi nước của chư Phật ba đời, cũng thấy được tất cả chư Phật mười phương ba đời. Đây là sức phổ môn ta chứng được. Trong bụi cõi mười phương đều thấy Lô Xá Na ngồi dưới cội Bồ Đề thành đạo diễn nói, thành đạo diễn diệu pháp. Ta ở trong bụi cõi mười phương chư Phật đều thấy được pháp thân Lô Xá Na ngồi ở dưới cội Bồ Đề ban đầu thành đạo, chuyển bánh xe pháp diễn nói diệu pháp giáo hóa chúng sinh. Bấy giờ thiện tài đồng tử bạch với chủ dạ thần rằng, ngài đã phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề được bao lâu, đắc được giải thoát này lúc nào mà có thể lợi ích chúng sinh như thế? Lúc đó thiện tài đồng tử bạch với chủ dạ thần rằng, ngài đã phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề được bao lâu rồi, ngài đắc được giải thoát này lúc nào mà có thể lợi ích tất cả chúng sinh như thế? Vì chủ dạ thần đáp rằng, thiện nam tử, vào đời quá khứ trải qua số kiếp nhiều như hạt bụi núi Tu Di, có kiếp tên là Tịch Tĩnh Quang, thế giới tên là Xuất Sinh Diệu Bảo, có năm ức vị Phật ra đời. Trong thế giới đó có bốn thiên hạ tên là Bảo Nguyệt Đăng Quang, có thành tên là Liên Hoa Quang, ông vua tên là Thiện Pháp Độ, dùng pháp bố thí giáo hóa, thành tựu bảy báu làm vua bốn thiên hạ. Vua có phu nhân tên là Pháp Huệ Nguyệt, nửa đêm đang ngủ. Vị chủ dạ thần đáp rằng, thiện nam tử, vào đời quá khứ trải qua số kiếp nhiều như hạt bụi núi Tu Di, có một kiếp tên là Tịch Tĩnh Quang, thế giới đó tên là Xuất Sinh Diệu Bảo, trong kiếp đó có năm ức vị Phật ra đời.
Trong thế giới đó có bốn thiên hạ, tên là Bảo Nguyệt Đăng Quang, có thành tên là Liên Hoa Quang. Trong thành đó có ông vua tên là Thiện Pháp Độ, ông ta dùng Phật pháp bố thí giáo hóa chúng sinh, thành tựu bảy báu của Kim Luân Vương: bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, ngọc nữ báu, chủ tạng báu, chủ bình thần báu, mà xưng làm vua bốn thiên hạ. Vua có phu nhân tên là Pháp Huệ Nguyệt. Tối hôm đó nửa đêm đang ngủ, bấy giờ hướng đông thành đó có một khu rừng lớn tên là Tịch Trụ. Trong rừng có một cây đại bồ đề tên là Nhất Thiết Quang Mani Vương Trang Nghiêm Thân, sinh ra tất cả Phật thần lực quang minh. Bấy giờ có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Pháp Lôi Âm Vương đang ở dưới cây bồ đề đó, thành đẳng chánh giác, phóng ra vô lượng sắc quang minh rộng lớn, chiếu khắp thế giới xuất sinh diệu bảo. Lúc đó ở hướng đông thành Liên Hoa Quang đó có một khu rừng lớn tên là Tịch Trụ. Trong rừng đó có một cây đại bồ đề tên là Nhất Thiết Quang Mani Vương Trang Nghiêm, sinh ra tất cả Phật thần lực quang minh. Lúc đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Pháp Lôi Âm Vương đang ở dưới cây bồ đề đó, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, phóng ra vô lượng màu sắc quang minh rộng lớn, chiếu khắp thế giới xuất sinh diệu bảo. Trong thành Liên Hoa có vị chủ dạ thần tên là Tịnh Nguyệt, đi đến chỗ phu nhân của vua là Pháp Huệ Nguyệt, lay động chuỗi ngọc trên thân mà bảo rằng phu nhân nên biết như là Nhất Thiết Pháp Lôi Âm Vương đang ở trong rừng Tịch Trụ, thành vô thượng giác và rộng vì chúng sinh, nói công đức tự tại thần lực của chư Phật. Hết thảy hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền khiến cho phu nhân của vua phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề cúng dường Đức Phật đó và các tăng chúng Bồ Tát Thanh Văn. Trong thành Liên Hoa đó có vị chủ dạ thần tên là Tịnh Nguyệt, đi đến chỗ phu nhân của Pháp của vua là Pháp Huệ Nguyệt, lại động chuỗi ngọc trên thân của bà ta để đánh thức dậy, sau đó nói với phu nhân rằng phu nhân nên biết Đức Như Lai Nhất Thiết Pháp Lôi Âm Vương đang ở trong rừng Tịch Trụ, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác và rộng vì chúng sinh, diễn nói công đức tự tại thần lực của chư Phật và hết thảy hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Vị dạ thần Tịnh Nguyệt khiến cho phu nhân của vua phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác mà cúng dường Đức Phật đó và tất cả chúng Bồ Tát mười phương cùng với tăng chúng thành văn. Thiện nam tử, phu nhân của vua là Pháp Huệ Nguyệt thuở đó đâu phải là người nào khác, chính là thân ta vậy. Nhờ ta ở chỗ Đức Phật đó phát tâm bồ đề trồng căn lành, nên trải qua số kiếp nhiều như hạt bụi núi Tu Di, chẳng sinh vào trong các cõi ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh, cũng chẳng sinh vào nhà hạ tiện, các căn đầy đủ, không có các khổ, ở trong trời người phước đức thù thắng, chẳng sinh vào đường ác, luôn chẳng lìa khỏi Phật và các Bồ Tát đại thiện tri thức, thường ở chỗ các ngài gieo trồng căn lành, trải qua số kiếp nhiều như hạt bụi 80 núi Tu Di, thường thọ an lạc mà chưa đầy đủ các căn Bồ Tát. Thiện nam tử, phu nhân của vua là Pháp Huệ Nguyệt thuở đó đâu phải là người nào khác, chính là thân ta vậy. Nhờ ta ở chỗ Đức Phật đó phát tâm bồ đề trồng căn lành, nên trải qua số kiếp nhiều như hạt bụi núi Tu Di, chưa từng sinh vào trong các cõi ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh, cũng chẳng sinh vào nhà hạ tiện. Sáu căn của ta đầy đủ, không có các sự thống khổ, ta ở trong trời người phước đức rất thủ thắng, chẳng sinh vào đường ác, luôn luôn chẳng lìa khỏi Phật và các Bồ Tát đại thiện tri thức. Ta thường ở chỗ các ngài gieo trồng căn lành, trải qua số kiếp nhiều như hạt bụi 80 núi Tu Di, luôn luôn hưởng thọ sự an lạc mà chưa đầy đủ các căn của Bồ Tát. Qua những kiếp đó rồi lại trải qua một vạn kiếp trước hiền kiếp, có kiếp tên là Vô Ưu Biến Chiếu, thế giới tên là Ly Cấu Diệu Quang. Trong thế giới đó, sự sạch dơ sen tạp, có 500 vị Phật xuất hiện ra đời. Trong thế giới đó, vị Phật thứ nhất hiệu là Tu Di Tràng Tịch Tịnh Diệu Nhãn,
Như Lai ứng chánh đẳng giác, ta là con gái của trường giả danh xưng, tên là Diệu Huệ Quang Minh, đoan chánh xinh đẹp. Vị dạ thần Tịnh Nguyệt đó do vị nguyện lực mà sinh trong thành vua Diệu Tràng, nơi thế giới Ly Cấu, một bốn thiên hạ, làm chủ dạ thần tên là Thanh Tịnh Nhãn. Một đêm nọ, ta đang ngủ bên cha mẹ, thì vị chủ dạ thần Tịnh Nguyệt đó đi đến chỗ ta, chấn động nhà của ta, phóng đại quang minh, mà hiện thân tán thán công đức của Phật nói: Diệu Nhãn, Như Lai đang ngồi tòa Bồ Đề vừa mới thành chánh giác, ta khuyên ta và cha mẹ cùng với quyến thuộc hãy mau đến gặp Đức Phật, tự đi trước dẫn đến chỗ Đức Phật, dâng lễ vật lên cúng dường. Qua các số kiếp nhiều như hạt bụi 80 núi tu di rồi, lại trải qua một vạn kiếp trước hiền kiếp, có kiếp tên là Vô Ưu Biến Chiếu, thế giới tên là Ly Cấu Diệu Quang. Trong thế giới đó có sự thanh tịnh và dơ bẩn xen tạp lẫn nhau. Thời đó có 500 vị Phật xuất hiện ra đời trong thế giới đó. Vị Phật thứ nhất hiệu là Tu Di Tràng Tịch Tịnh Diệu Nhãn, Như Lai ứng chánh đẳng giác. Lúc đó ta là con gái của trưởng giả danh xưng tên là Diệu Huệ Quang Minh, rất đoan chánh xinh đẹp. Vị dạ thần Tịnh Nguyệt đó do vì nguyện lực mà sinh trong thành vua Diệu Tràng, nơi thế giới Ly Cấu, một bốn thiên hạ, làm chủ dạ thần tên là Thanh Tịnh Nhãn. Một đêm nọ, ta đang ngủ bên cha mẹ, thì vị chủ dạ thần Tịnh Nguyệt đó đi đến chỗ ta, chấn động nhà của ta, sau đó phóng đại quang minh mà hiện thân, tán thán công đức của Phật nói: Đức Phật Diệu Nhãn đang ngồi trên tòa Bồ Đề Kim Cương Báu, vừa mới thành chánh giác, chẳng những khuyên ta mà còn khuyên cha mẹ của ta cùng với lục thân quyến thuộc hãy mau đến gặp Đức Phật, vị chủ dạ thần tự đi trước dẫn chúng tôi đến chỗ Đức Phật đó, chúng tôi dâng lễ vật lên cúng dường Đức Phật đó. Ta vừa thấy Phật liền đắc được tam muội tên là Sinh Ra, thấy Phật điều phục chúng sinh ba đời trí quang minh luân. Nhờ được tam muội này nên nghĩ nhớ số kiếp nhiều như số hạt bụi núi tu di, cũng thấy chư Phật xuất hiện ở trong đó, ở chỗ các Đức Phật đó, lắng nghe diệu pháp, nhờ nghe pháp liền đắc được giải thoát pháp quang minh phá đen tối của tất cả chúng sinh. Khi ta vừa thấy Đức Phật Tu Di Tràng Tịch Tĩnh Diệu Nhãn đó, lập tức đắc được tam muội tên là Sinh Ra, thấy Phật điều phục chúng sinh ba đời trí quang minh luân. Trải qua đại kiếp lâu dài đó, ta đều đắc được tam muội thủ thắng của Bồ Tát. Nhờ ta đắc được tam muội này nên liền nghĩ nhớ được số kiếp nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, đồng thời cũng thấy chư Phật xuất hiện ra đời ở trong đó. Ta ở chỗ các Đức Phật đó lắng nghe diệu pháp, nhờ nghe pháp mà ta liền đắc được môn giải thoát pháp quang minh phá đen tối của tất cả chúng sinh. Được giải thoát đó rồi, liền thấy thân mình đến khắp các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, cũng thấy hết thảy chư Phật các thế giới đó. Lại thấy thân mình ở chỗ các Đức Phật đó, cũng thấy tất cả chúng sinh thế giới đó, hiểu rõ tiếng nói của họ, biết được căn tánh của họ, biết thuở xưa họ đã từng làm bạn lành mà được nhiếp thọ, tùy theo sự ưa thích của họ mà vì họ hiện thân khiến cho họ sinh hoan hỉ. Khi ta đã được giải thoát đó, thì niệm niệm tăng trưởng, tâm đó không gián đoạn, lại thấy thân mình đến khắp các thế giới, nhiều như số hạt bụi trong cõi Phật, tâm đó không gián đoạn. Lại thấy thân mình đến khắp các thế giới, nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật, tâm đó không gián đoạn. Lại thấy thân mình đến khắp các thế giới, nhiều như số hạt bụi trăm ngàn cõi Phật, niệm niệm như vậy cho đến các thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, cũng thấy tất cả Như Lai ở trong các thế giới đó, cũng thấy thân mình ở chỗ các Đức Phật đó, lắng nghe diệu pháp thọ chỉ ghi nhớ, quán sát biết rõ, cũng biết biển bổn sự, biển các đại nguyện của chư Phật đó. Các Như Lai đó nghiêm tịnh cõi Phật, ta cũng nghiêm tịnh, cũng thấy tất cả chúng sinh các thế giới đó, tùy người mà
vì họ hiện thân giáo hóa điều phục. Môn giải thoát này niệm niệm tăng trưởng như vậy cho đến đầy khắp pháp giới. Ta đã được một giải thoát pháp quang minh và đen tối của tất cả chúng sinh đó rồi, liền lập tức thấy thân mình đến khắp các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Đồng thời ta cũng thấy hết thảy chư Phật trong các thế giới đó, lại thấy thân mình ở chỗ đạo tràng của các đức Phật đó. Ta cũng thấy tất cả chúng sinh trong các thế giới đó, mà còn hiểu rõ tiếng nói của họ, biết được căn tánh của họ, biết thuở xưa họ đã từng làm bạn lành mà được nhiếp thọ. Đó đều do được sự cảm ứng của môn giải thoát này. Ta tùy theo sự ưa thích của họ mà vì họ hiện thân, khiến cho họ sinh tâm hoan hỷ. Khi ta đắc được môn giải thoát đó thì niệm niệm tăng trưởng, tâm bồ đề đó chưa từng gián đoạn. Ta lại thấy thân mình đến khắp các thế giới, nhiều như số hạt bụi trăm cõi Phật mà tâm bồ đề đó cũng không gián đoạn. Lại thấy thân mình đến khắp các thế giới nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật mà tâm bồ đề đó cũng không gián đoạn. Lại thấy thân mình đến khắp các thế giới nhiều như số hạt bụi trăm ngàn cõi Phật. Niệm niệm như vậy cho đến các thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, ta cũng thấy tất cả Như Lai ở trong các thế giới đó. Ta cũng thấy thân mình ở trong đạo tràng của các đức Phật đó, lắng nghe diệu pháp thâm sâu, thọ trì ghi nhớ, quán sát biết rõ. Ta cũng biết các biển bổn sự, các biển đại nguyện của chư Phật đó, các Như Lai đó nghiêm tịnh tất cả cõi Phật. Ta cũng trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi Phật. Ta cũng thấy tất cả chúng sinh trong các thế giới đó, tùy cất cơ của họ mà vì họ hiện thân ra trước họ để giáo hóa điều phục họ. Từ khi ta đắc được môn giải thoát này, niệm niệm tăng trưởng như vậy cho đến đầy khắp pháp giới và hư không. Thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát Bồ Tát pháp quang minh phá đen tối của tất cả chúng sinh này, như các đại Bồ Tát thành tựu vô biên hạnh nguyện phổ hiền vào khắp tất cả biển pháp giới, đạt được tam muội chư Bồ Tát kim cang trí tràng tự tại, sinh ra đại hoan hỷ trụ trì giống Phật, ở trong niệm niệm thành tựu viên mãn tất cả biển đại công đức, nghiêm tịnh tất cả thế giới rộng lớn, dùng trí huệ tự tại giáo hóa thành thục tất cả chúng sinh, dùng trí huệ mặt trời diệt trừ ám chướng của tất cả thế gian, dùng trí huệ dũng mãnh giác ngộ giấc ngủ của tất cả chúng sinh, dùng trí huệ mặt trăng quyết rõ nghi hoặc của tất cả chúng sinh, dùng âm thanh tịnh đoạn trừ chấp trước của tất cả các cõi, nơi tất cả pháp giới, trong mỗi mỗi hạt bụi đều thị hiện tất cả thần lực tự tại. Mắt trí huệ sáng tịnh thấy ba đời bình đẳng mà ta làm sao biết được những diệu hạnh đó, nói được công đức đó, vào được cảnh giới đó, chỉ bày sự tự tại đó. Thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát Bồ Tát pháp quang minh phá đen tối của tất cả chúng sinh này, như các đại Bồ Tát thành tựu vô biên hạnh nguyện phổ hiển và khắp tất cả biển pháp giới, đắc được tam muội trừ Bồ Tát kim cang tràng, kim cang trí tràng tự tại, sinh ra đại nguyện trụ trì giống Phật, ở trong niệm niệm thành tựu viên mãn tất cả biển đại công đức, trang nghiêm thanh tịnh tất cả thế giới rộng lớn, các ngài dùng trí huệ tự tại giáo hóa thành thục tất cả chúng sinh, dùng trí huệ mặt trời diệt trừ ám chướng của tất cả thế gian, dùng trí huệ dũng mãnh giác ngộ giấc ngủ của tất cả chúng sinh, dùng trí huệ mặt trăng quyết rõ nghi hoặc của tất cả chúng sinh, dùng âm thanh tịnh đoạn trừ chấp trước của tất cả nam giới 25 cõi, các ngài nơi tất cả pháp giới, trong mỗi mỗi hạt bụi thị hiện tất cả thần lực tự tại. Mắt trí huệ sáng tích, mắt trí huệ sáng tịnh của các ngài thấy ba đời đều bình đẳng mà ta làm sao biết được những diệu hạnh đó, sẽ nói được công đức đó, vào được những cảnh giới đó, thì hiện sự tự tại đó, thành tựu của các ngài rất cao thâm khó dò, ta không thể nào hiểu biết được. Thiện nam tử, người nên đi tìm một vị thiện tri thức khác. Thiện nam tử, trong bồ đề tràng nước Ma Kiệt Đề Diêm Phù Đề này có vị chủ dạ thần tên là Phổ Đức Tịnh Quang. Ta vốn từ chỗ ngài phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, thường dùng diệu pháp khai ngộ ta,
Người hãy đi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo? Thiện nam tử, trong Bồ Đề Tràng, nước Ma Kiệt Đà Diêm, Phù Đà này, có vị chủ dạ thần tên là Phổ Đức Tịnh Quang. Ta vốn từ chỗ Ngài phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài thường dùng diệu pháp khai ngộ ta. Người hãy đi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo? Bấy giờ thiện tài đồng tử hướng về chủ dạ thần Bà San Bà Diễn Đà mà nói kệ rằng: Thấy Ngài thân thanh tịnh, tướng tốt hơn thế gian, như văn thủ sư lợi, cũng như núi báu chúa. Lúc đó thiện tài đồng tử hướng về chủ dạ thần Bà San Bà Diễn Đà mà nói kệ rằng: Con thấy thần thanh tịnh của Ngài tướng tốt hơn tất cả thế gian, giống như Bồ Tát Văn Thủ Sư Lợi, cũng như núi báu chúa. Pháp thân Ngài thanh tịnh, ba đời đều bình đẳng, thế giới đều vào trong, thành hoại đều không ngại. Pháp thân Ngài thanh tịnh, ba đời đều bình đẳng, chẳng có sự phân biệt. Hết thảy thế giới đều vào trong thân Ngài, thế giới thành trụ hoại không, đều không thể chướng ngại Ngài được. Còn quán tất cả cõi đều thấy hình tượng Ngài, trong mỗi mỗi lỗ lông, trăng sao đều giăng bày. Còn quan sát trong tất cả cõi đều thấy hình tượng của Ngài đang ở đó giáo hóa chúng sinh, trong mỗi mỗi lỗ lông đều có rất nhiều thế giới và trăng sao đều giăng bày với nhau. Tâm Ngài rất rộng lớn, như không khắp mười phương, chư Phật đều vào trong, thanh tịnh không phân biệt. Tâm lượng của Ngài rất rộng lớn, giống như hư không đầy khắp mười phương, chư Phật đều vào hết trong thân của Ngài, rất thanh tịnh mà Ngài không có sự phân biệt. Trong mỗi mỗi lỗ lồng đều phóng vô số quang, mười phương chỗ chư Phật khắp mưa đổ trang nghiêm. Trong mỗi mỗi lỗ lồng đều phóng ra vô số quang minh, ở chỗ đạo tràng của mười phương chư Phật, Ngài khắp mưa xuống đổ cúng dường trang nghiêm. Trong mỗi mỗi lỗ lồng đều hiện vô số thân, mười phương các cõi nước, phương tiện độ chúng sinh. Trong mỗi mỗi lỗ lồng đều hiện ra vô số thân, đến trong mười phương các cõi nước dùng pháp môn phương tiện thệ xảo để độ tất cả chúng sinh. Trong mỗi mỗi lỗ lồng thị hiện vô lượng cõi, tùy chúng sinh ưa thích đủ thứ khiến thanh tịnh. Trong mỗi mỗi lỗ lồng của Ngài thị hiện vô lượng cõi nước chư Phật, tùy tất cả chúng sinh ưa thích mà dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khiến cho họ sinh được thanh tịnh.